À, Phong 61 xin chào cô chú anh chị đã đến với trên kênh Phong. Thì đây là cái phố đi bộ như cô chú anh chị ha. Dạ. Wow. Wow. Hãy chồng làm gì với em bé dữ vậy? Dạ. Thì đây là phố đi bộ của chú chị, ở trong là một cái dàn gian hàng ăn uống của chú chị ha. Rồi mình đây. Dạ. Chào bà. Chào cô mình ha. Dạ sao mỏi giò lắm không? Mỏi vậy. Cô sáng giờ cô có gặp cô Phương Hằng chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ, cô ở đâu cô? Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Cô vô buổi sáng này luôn hả cô? Dạ. À, cô có chơi trò chơi gì chưa? Không. Chơi đủ. Chơi đủ. Dạ. Dạ. À, cô tính chừng nào vậy? Hay là chờ gặp cô Phương Hằng xong mới vậy? Dạ, chiều tối hay chút xíu nữa là khoảng chừng 5 giờ mấy, 4 giờ gì đó. 4 giờ là sẽ có giao lưu tại chỗ bãi biển đó, cô ha. Dạ. Mình đi cái lối này mình vào bên trong ha. Dạ. Dạ cảm ơn cô ha. Dạ. Dạ cô ha. Dạ chúc cô chơi vui vẻ. Dạ. Dạ. Chú. Chú mình đến từ đâu chú? Vũng Tàu hả? Chú đi lần này là thứ mấy rồi? Lần thứ nhất. Cô chú có gặp cô Phương Hằng chưa? Chưa. Chưa hả? Chú muốn gặp không? Chiều nay chút nữa là ở ngoài bãi biển. Dạ. Thấp sâu. Dạ. Dạ. Wow. Nhìn thấy trực tiếp á. Dạ. Là mình sẽ được giao lưu với cô Hằng ha, được gặp. Dạ. Chú đi với ai chú? Cả đoàn. Cả đoàn gia đình mình hả chú ha? À, nhỏ muốn về gia đình cho đúng á. Nhóm luôn. Dạ. Qua nhóm đông lắm ha. Chào mấy cô mấy chị nha. Trời đi đội nón lá đẹp như vậy. Wow, đoàn của mình là đặc biệt có đội nón lá luôn nha. Quá trời tuyệt vời luôn. Wow, có mặc cái áo cùng màu luôn ha. Wow. Rồi đi lên đường. Đi. Dạ, vô đây thì cái chỗ trò bắn bắn banh bắn gì ha cô chú chị mình ơi. Dạ, đây là cái trò chơi. Dạ. Wow. Wow. Trời ơi mấy chị gái mình đang có mua cái này là cái móc khóa ha. Khóa đồ mình á. À, giải thưởng là những cái móc khóa. Đúng rồi. Giải thưởng rồi nhưng đó. Wow, mấy cái súng hơi này cô chú anh chị em đây. Súng trúng thưởng nha anh. Đấy. Giải trí là lấy quà. Dạ. Mọi người đến đây chơi thì tham gia được. 50.000 10 viên bắn trúng là có quà. Wow, 10 viên. À 50.000 10 viên bắn trúng là có quà. Bắn YouTuber đấy hả? Dạ. Hai anh làm tí nhỉ? Mình bắt đi ghi hình không có rảnh đi. Bạn ghi hình không có rảnh mà để bắn ha. Dạ. Ở đây chơi là có người đẹp hướng dẫn. Dạ có. Wow. Wow, nếu chơi là có người đẹp hướng dẫn luôn. Wow. À, người đẹp sao bắt cỡ cái vậy? Có gì đâu mà cỡ. Dạ đúng rồi, ở đây là quay xuống à. Dạ. Sao anh mình chơi cảm thấy sao rồi? Sao chơi cảm thấy vui không? Vui chứ anh. Có trúng được gì không? Không, trúng không. Được một lần không trúng hưởng. À không trúng hưởng ha, đúng rồi. Cái súng hơi này mình cảm thấy nó mạnh không? Nó mạnh không? Chắc mạnh không ha. Nó mạnh không? Không biết anh thấy cũng được. Cũng được ha. Mình chắc mình bắn không quen. Dạ. Wow. Có được hai cháu ha. Rồi. À, hello. Rồi xin chào mấy con nha. Dạ. Đúng rồi, bắn súng xong có ghiêu luôn á. Quá trời tuyệt vời. Bắn trúng liều luôn ha. Vô bắn đi anh ấy ơi. Vô bắn luôn đi nào. Đúng rồi,
Thôi đây là những cái món quà mà để bắn trúng để mình nhận phần quà này của chú chị ha nha. Cái khởi lễ chơi thì mình cái khởi lễ chơi làm sao anh, là mình sao mình nhận được mấy cái này? Ồ đúng rồi, khởi lễ chơi đó đúng rồi kìa, bắn trúng lấy cái gì kìa chú không, 5 điểm 10 điểm hay 30 điểm kìa cô chú chị mình ha. Wow, để ship lại coi coi đó đâu rồi đó, 5 điểm 10 điểm 30 điểm của chú chị ha. Thử sống nè, nó đạn bỏ trong đó đó. Cái chậu đó, chậu bo bỏ cái nha, cái hơi để nhà. Ờ đúng rồi. Ủa đây nạp đạn vô đây, bỏ mấy viên bi vô đó đó. Còn đây là hơi nè, có cái đồng hồ đo hơi kìa, có kìa không, xiết xét vô, xiết xét vô đó, đồng hồ đo hơi. Để viên bi đi. Wow, cao lên nữa. Nó khoảng bao lâu mình mới hết hơi em ha, mình ngó cái đồng hồ này mình nạp ha. Dạ đúng rồi, có đồng hồ anh. Cao lên một xíu nữa anh ơi, hạ bình hơi xuống cho nằm cao lên ạ. À. Bắn xuống 100 luôn anh ơi. 10 mét á, tầm 10 mét. Cái số hơi của nó mình thấy nó nằm về trở về số 0 thôi, số yếu hết rồi ha, không có số mạnh rồi. Wow, thì ra là cũng có nhiều người và chơi lắm nha cô chú chị, mình tính là không có người chơi ha. À, một bao vậy là 50.000 hả? Đúng rồi, một bao vậy 50.000 nè. Mấy viên rồi vậy? 80.000 Có em 50.000 được bao nhiêu viên em? 50.000 được 10 viên. Và đặc biệt là bắn súng này rất chi là đã. Đúng rồi. Nó mạnh lắm ạ, bắn đá lắm anh. Em đặt anh một lượt luôn. Mua một lượt tặng một lượt luôn, khuyến mãi luôn, quá trời quá đắt tiền. Chào chị mình nha. Dạ. Mình đi xào cái gian hàng khác của chú chị ha. Dạ. Wow, có cái xe đạp đôi của chú chị ha. Dạ. Đúng rồi. Wow, mấy cô mặc đồ đẹp quá. Trời ơi. Con xin kính cẩn chào quý cô và quý bà, trời đẹp quá, quá trời quá đất đẹp luôn, ôi ơi đẹp không tưởng tượng luôn, ôi ơi. Bữa nay ngày 20/11 ngày phụ nữ à, dạ cũng chúc mấy cô thật nhiều sức khỏe nha, dạ, trời ơi, ơi, quá tuyệt vời của chú chị rồi ha, nha, wow đây là cái gì đại mê cung, trời ơi. Long Thần Đại Mê Cung của chú chị hả? Dạ. Quá trời đất lạ luôn. Ây cậu thấy vắng quá ha. Vắng ha. Dạ. Thấy cậu vắng của chú chị mình, nhưng mà thấy cái hình này thấy ngầu quá. Dạ. Thôi đi quanh qua chú khác. Dạ. Đúng rồi. Đi lại cho chỗ người khác đi. Cái này. Dạ. Dạ. Đây đây. Mình ở đâu chị mình? Hả? Dạ. Dạ. Chợ Tân Bình. Dạ mình đến đây là mình có chủ yếu gặp cô Hằng nói gì không? Em đến đây để gặp cô Hằng á. Để mừng cô Hằng á là cái đại nam lớn chị, mừng lắm. Dạ. Vậy cô Hằng hả có tấm lòng tốt. Dạ. Tình thiện. Dạ. Tốt em mến. Dạ. Mến hộ tới. Dạ. 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 À có gặp cô Hằng chưa? Chưa hả? Dạ, 4 giờ ha, mình gặp ở chỗ để biển nước ngọt á. Dạ, 4 giờ 20. Dạ. À dạ. Dạ. À mình đến đây lúc hồi nào mấy giờ cô chị mình? Dạ. Dạ. Mình dự kiến từng nào mình về? À mình xem được cô Hằng là mình về chừng nào?
Dạ, xong rồi về ha. Dạ. Chứ ở đây á là thường thường làm tối thứ bảy, tối chủ nhật á có giao lưu với cô Hằng ở đằng sau kim kim điện á, là từ từ khoảng 5-6 giờ á, là có giao lưu chụp hình. Dạ, dạ, mà chắc chị mình không biết, thành ra không có đến mấy hôm trước, bên trước là có. Dạ, chiều nào cũng có hết. Không, mình được chụp hình, mình lấy cái máy điện thoại mình á, mình chụp hình với cô Hằng, chụp chung ở làm về làm kỷ niệm nha. Dạ, có mua gà à. Dạ. Chị mình tên gì? Em hả? Kim Loan, chào chị Kim Loan mình ha. Dạ. Chào ở Tân Bình hả? Dạ. Rồi chào nha. Rồi chúc chị. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chào chị. Dạ. Dạ chào. Đây là thức ăn nhanh của chú chị ha. Dạ, để ai mà cô chú chị nào mà có thể đói đói bụng xíu ha. Cái mình quẹo đây mình dùng một miếng ha. Rồi. Cái khu này á các bạn đi chơi mà mình thì có thể ăn uống rồi rồi cái địa chỉ khu ẩm thực thấy chưa? Nay đến Đại Nam có cái định gặp cô Hằng không? Có. Mấy em muốn nói gì? À. Mấy bé có nghĩ gì mà cô Phương Hằng mà nói về thầy sư Minh Tuệ? Con biết thầy nó lại. Hả? Không biết thầy nó lại. À, không biết thầy nó lại luôn hả? Rồi không biết càng tốt rồi. Và mấy bé mình đẹp có sửa cái máy ảnh của chú Nhữ ơi. Dạ. À đây thì cái này là hình như một cung đoàn mà đúng không ha? Dạ, đại, cũng... trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Wow, trường đại học luật hả? Mình học năm mấy rồi? Dạ, năm nhất. Năm nhất hả? Wow, trường này. Tương lai. Ờ, trường sư tương lai. Quá là tuyệt vời luôn, mình đi hành đoàn vậy là rất là vui ha. Dạ, dạ rất là vui. Mình đi lúc mấy giờ, rồi mình dự kiến về mấy lúc mấy giờ? Cái đó còn cũng không biết. Không biết hả? Ai trưởng đoàn, trưởng nhóm? Nhỏ đang ngủ, nhỏ ngủ rồi. À, Mão Đỏ đang ngủ ha? Wow, trưởng nhóm. À, vui quá ha. À. Rồi bye bye, xin chào em ha. Chúc đoàn mình thật nhiều sức khỏe, học tốt nha nha mấy. Dạ. Rồi. Cái chỗ này là ngũ phụng thiên cung cô chú chị ha. Dạ. Đó, ngũ phụng là tức là năm con phụng á. Thiên cung là một cái cung mê cung á. À, cái mê cung đó. Wow, coi đây là mấy khủng long ha. À. Thì cái ngày chủ nhật vừa rồi á, cái chủ nhật mà ngày 19 tháng 9 á, rất là đông. Cái ngày đó là cho vô miễn phí hết toàn bộ luôn, không có bán vé như người chú vậy ha. Mình cũng không vô được. À, đúng rồi. À, đúng rồi. Wow, cái đoàn là mặc áo đỏ luôn, có cái dù tuyệt vời đó. Cái nón có cái dù luôn kìa. Xe à đúng rồi. Diều. Hả diều hả? Wow. Chiều nay mình có hả diều không? Không có vô hả? Nãy mình tính quay mà quay không kịp cái phần diều nè. Mưa. Wow. Quá tuyệt vời, có cái nón có cái dù. Chiều có gió rồi. Bơm hơn là không có gió mình bơm chơi gì thôi, trưng bày thôi. Có gió là các bạn chơi. Cái đội gì mình có tên gì không? Tên Suna. Suna rồi, đội gì Suna? Long Thành hả? Long Thành Đồng Nai. Wow, quá tuyệt vời luôn anh ơi. Đội thành viên có bao nhiêu thành viên? 10 thành viên ha. Hôm nay đi là nhiều đội đó chứ phải là một đội. Nhưng mà hôm nay mình thả nhiều là nhiều gì? Suna gì? Nhiều gì? Có băng rôn cô Hằng, mãi yêu cô Hằng đó. Wow. Dạ. Tuyệt vời quá ha. Rồi. Có hay luôn ha. Mà rất tiếc hồi nãy mình không có ghi hình được nhiều. Hẹn có bao nhiêu, có gì buổi chiều nay mình có thể hỏi, mình có hỏi mình ghi được ha. Dạ, nếu có gió, nếu có gió là có hỏi mình ghi được nha. Dạ. Anh mấy người ở đó cũng có quá trời mấy anh mới quay lại đó. Rồi. Suna hello, xin chào Suna. Rồi ơi.
Bây giờ mình tiến vào biển hay đâu hả mấy cô mấy chị mình? Máng trượt hả? À đúng rồi, trong biển có máng trượt á. Tại vì một chút xíu nữa là khoảng chừng tầm 4 giờ 20 là sẽ gặp cô Hằng trong biển nước ngọt trong á. Dạ. Dạ. Cái chỗ biển nước ngọt á, giờ mình vô chỗ máng trượt đó là sẽ có thôi. Dạ. Mày hello chạy bé nha. Dạ. Wow, cưng ghê không? Wow. Dạ. Nhà mình đã sức trăng luôn. Mình lại nào không? Mở khẩu trang đó cho nó đẹp. Trời đó coi đó, đúng rồi. Mở khẩu trang cho đẹp. Thôi, cho để không mà không biết con là ai nha. Trời đó coi, tuyệt vời. Mấy cái mở luôn. Đó. Quá tuấn luôn, quá tuấn luôn. Thôi. À. À. Ồ hình như nãy còn có một người lớn nữa mà. À, ba thế hệ luôn. Bà ngoại, rồi con, rồi cháu ngoại luôn. Wow, wow. Trời thấy vui không? Đi đẹp. Hả? Hôm nay đi chơi thấy vui không? Ờ. Rất là vui. Rất là vui luôn hả? Đi được nơi nào rồi? Mình cứ đi thẳng đường này nè, đi thẳng đường này luôn. Đi thẳng đường này là mình đến bãi biển vô mắt máng trượt. Rồi ok, từ từ nhá, bây giờ con tên gì nè? Thôi Ngọc Trinh, bé Ngọc Trinh của chú chị. Bạn nhỏ kia, con tên gì? À, giỏi quá. Đi thẳng đường này nha, nha mẹ. Dạ. Đây là cái gì à? Máng trượt kìa cô chú chị ơi. Dạ, bắt đầu đã đổ xuống một cái là mình né vô nha cô chú chị nè. Đó. Đây. Ồ. Oh. Wow. Wow. Oh. Wow, đã không? Tuyệt vời không? Wow, đi qua bên đây. Qua đây. Đâu rồi, đâu rồi? Lũ ra chưa? Đó kìa. Wow. Wow, tuyệt vời. Trời ơi. Quá trời đất. Cảm giác mạnh luôn nha. Cảm giác mạnh luôn. Có ai bị ướt chưa? Không có ai. Dạ không có hả? Dạ. Ôi, wow, có cái kiểu mới luôn, đi dẫn bé kiểu này luôn, khỏi phải xe lạc. Ơi. Đi chơi vậy không sợ. Ừ, đi chơi vậy không sợ lạc nữa ha. Quá tuyệt vời luôn. Đây, mình sẽ mua tiếp nữa, mình ghi tiếp một lần nữa cô chú chị ha. Cái đó nãy mới có màu à, còn một lần nữa. Dạ. Yeah. Đó, cái hát chạy xuống đẹp ứng cô chú chị nữa ha. Dạ. Yeah. Đó thì mấy cô với chị mình tới vòng vòng rốt cuộc tới đây. Dạ. Yeah. Đó. Cái đây là cái chỗ vui nhất nha. Wow. Đó kìa. Cái áo mua ở đây mặc chỉ một lần thôi cô chú chị ha. Dạ. Mặc một lần duy nhất thôi. Đó. À, quá tuyệt vời luôn. Rồi xong rồi sẽ cởi ra cô chú ha. Cái khác đây nè. Đó kìa. Khác đẹp không? Nãy chảy ùm xuống này. Chỗ này nước không? Rất đẹp luôn. Đó. Thì bên đây là à xuống ở bên đây là chuẩn bị lên, thấy cô chú chị mình đang chuẩn bị lên thuyền chút xuống ha cô chú chị ha. Dạ. Đúng rồi, bên kia là lên, bên đây xuống. Wow, ướt dẹp hết rồi. mới vừa đi xong cô chú chị ha. Dạ. Yeah. Wow, trời ơi. Hello, chào anh Minh, cho biết cảm giác như thế nào không? Hả? Cảm giác rất là sao, rất là sao, rất là ghê nha, ghê nha hả? Trời ơi, ướt cái kem luôn. Dạ. À. Phòng số 1 rồi, phòng số 1 nha. Trời ơi tuyệt vời luôn, bấm liền. Trời ơi. Đây còn mấy nhóm người thì cũng dân chuẩn bị, đây là bên đây là mã mua chuẩn bị lên kìa, thấy không? Đúng rồi. Đó. Bên đây đang chuẩn bị một lên.
Dạ. Còn đây thì mới biết đang mới vừa đi xong. Ừ, mới vừa đi xong. Thôi sao thấy cái đầu khô queo vậy? Đáng lẽ phải ướt chứ. Đáng lẽ phải ướt cái đầu luôn chứ. Cảm giác thấy sao em? Vui ạ. Vui ạ. Sao sao? Ướt đầu luôn. Ướt luôn hả? Ướt đầu luôn hả con? Trời ơi, phải chịu hết chứ giờ sao giờ? Ồ hello. Dạ. À dạ. Đi. Ừ, đúng rồi. Ừ, đây, chuẩn bị nhóm này đang lên. Nhóm kia không xuống thì nhóm này đang lên nha cô chú chị nè. Đi cái này là phải mặc áo mưa nha các đúng bạn. Rồi áo mưa này mặc có một lần màu mà công nhận cũng mấy ha, không có được mặc lần hai, không lần màu đủ màu sắc luôn là ướt á. Ừ, nhiều màu thì đẹp lắm á. Ừ, thì sao đúng rồi. Nếu mà bây giờ mấy cô mấy chị mình đang leo trên cái chiếc này là chiếc thuyền, chiếc thuyền cô chú chị ơi. Yeah. Hello, xin chào các thấy con quen quá. Có mưa là thấy cũng dễ thương. Ừ, đủ màu sắc hết. Ừ, lên quê đẹp lắm á. Ừ. Mấy cái áo này là chị mặc một lần. Đây là đi chị cảm giác là đằng trước luôn nè, đằng trước có cái ghế trước nè. Đây nè cô chú chị, theo cái con suối này nè đó, để chạy vòng 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 chạy vòng lên đó chạy ra là chỗ này cô chú chị ha. Dạ. Cái này là cái này mình thấy cái này là hình như vui nhất ở trong đây luôn á, nó vui mà nó mát mát mà nó vui vui, còn mấy chỗ kia nó hơi nắng vô chứ nha. Ở đây là nó nực, mặc áo này vô rất là nực nhưng mà hơi nữa là nó dầm cái nước á, nó tung té nó rất là mát luôn nha. Yeah, rất là mát luôn. À cho bé vô trong, người lớn ngồi ngoài. Lớn ngoài. À đúng rồi. Ồ. Mỗi một băng ghế vậy ngồi được 4 người ha. Ha. Yeah. Ừ. 4 băng ghế. Đúng đúng rồi, 4 băng ghế. Là vị trí là 16 người không? Đi đủ rồi 16 người. Wow, có cái đầu này nè, gạt xuống cái là nó kìm người ta lại. Dạ, đó, rồi. Ừ, xe bắt đầu tự động lắm, chạy lên nha. Đó. Mình lại mình kêu mình ghi hình như cô chú về bên đây, đi lại hơi nữa mình lại cái khác cái này nè. Hai mình đứng đây mình ghi ra. Đứng đây ghi cũng đẹp không? Ướt mình không? Ướt, không ướt rồi ha. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Hơi nữa mình đứng đây mình ghi ha. Rồi. Thầy trong khi chờ đợi á, thầy chiếc kia cái đó kia một chiếc gì là chiếc ghe, chiếc thuyền gì của chú, chiếc thuyền trượt sóng vậy ha, chú bán trượt vậy. Thầy ở đây đang chờ xem như của chú chị nhưng mà sẽ có một trận ướt. Cho có một trận ướt nhèm luôn. À. Ôi, cái gì wow tặc răng. À, cái chỗ ai chỗ này nè, cái chỗ này cũng đẹp nha cô chú chị ha. Dạ. Wow, đang lên nha cô chú chị mình ơi. Đó. Wow. Dạ rồi quá đẹp như cô chú chị ha. Dạ thì đến đây phòng số 1 cũng xin kết thúc clip của chú anh chị đây. Dạ thì clip phòng số 1 xin chúc tất cả cô chú anh chị mình được hết nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong việc ha. Máy bay xin chào cô chú anh chị mình đây. Dạ. Yeah.